Okay, ready? Trời ơi! Gì đó? Gì mày? Sao chán? Chán thì kiếm gì chơi đi, ra ngoài chơi đi, nhà làm gì? Chơi gì? Tiền đất đâu mà đi chơi. Mày mà cũng cần tiền nữa hả? Trời, bước ngoài đường không có tiền là thua liền. Ê, thằng ơi, sống với từng tuổi này cũng mười mấy tháng rồi. Thật sự tôi cũng chưa biết tôi giống gì nữa. Tôi giống gì vậy ta? Đâu ông nhìn kỹ tôi coi tôi giống gì? Mày giống quỷ á. Trời ơi, tự nhiên nói giống quỷ. Mày là Lu, anh của thằng Lú, ba của thằng Lũ, cậu của thằng Lũ, cháu nội thằng Đạn, biết chưa? Kể nguyên cái gia phả của mày ra luôn rồi đó. Ông kể xong chưa? Rồi, nếu rồi để tôi đi né cái. Lu ơi Lu. Ừ? Gì nữa ông nội? Ba có chuyện này. Ông kêu Lu Lu là tôi biết có chuyện gì đó cũng ớn ăn rồi. Chuyện gì? Nói nghe coi. Chưa gì mày phán vậy, ai dám nói nữa mày. Chuyện gì nói đi. Ba tính Đó, ba tính lợi dụng con làm quảng cáo nữa phải không? Về đây tao đập mày dự tử. Ba nói vậy ai dám bước tới rồi con lùi nha. Trả đều tao phản cái gậy này tới mặt mày bây giờ. Rồi 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 rồi, nắng vậy nè, nắng bước tới nè. Trời ơi sao hôm nay tự nhiên thấy bước nó nặng nề dữ vậy ta. Trời nóng vậy ước gì có cốc bia uống là đã lắm nè. Lùi ơi, nhậu con. Trời ơi, dứt. Dứt gì xuống đây nhìn lên đi. Nhìn lên. Nhưng mà uống rượu hả, uống bia. Uống bia Việt Nam con ngon lắm. Dứt liền. Thế bia Việt Nam là khoái liền. Để bia này Việt Nam sản xuất nha con, quý lắm nha. Uống từ từ. Chuyện gì mà nè, không ngờ tôi có thằng cháu tên Lũ. Rồi ông nội tôi tên Đạn, trời tôi nghe tôi không tin luôn á. Nghe Lũ Đạn em muốn quẩy. Tên đẹp không? Tên nghe hết muốn sống. Ủa nhưng mà tôi có thắc mắc. Thắc mắc gì nữa, bà nghe bà giải thích cho lại đây. Ừ, ông nói ông nội tôi tên Đạn, rồi bà nội tôi tên gì? Đừng nói tên miền nha. Bậy mà, làm gì đâu tên trái nổ đây không nha. Tên đâu? Quần què gì cũng lấy anh ra nói được hết. Chửi qua chửi lại, chửi cũng lấy anh ra chửi. Đồ con chó. Rồi khôn cũng nói mày khôn như chó. Ngu cũng nói mày ngu như chó. Rồi xấu cũng nói mày xấu như chó. If I got locked away, we lost it all today. Tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws. Lu, ừ? Rất nhiều người thắc mắc muốn biết. Muốn biết cái gì? Là con được bao nhiêu tuổi rồi? Xin tự giới thiệu, Lu được 11 tháng tuổi rồi. Nặng bao nhiêu ký? Nặng con dê ký. Dê ký là sao mày? Hỏi mày bao nhiêu ký tự nhiên trả lời dê ký. Con dê nặng 35 đó ông nội. 35 ký. Trời ơi, mày cũng...